Mừng Tết đến vạn đọc bên nhà nhà, thân là vàng cành là hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu xa năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gặp lành, Tết sau được nhiều lắm hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đan sang. Xin chào các bạn, và cuối cùng chúng ta cũng đã qua một năm mới rồi. Thì đầu tiên mình xin gửi lời cảm ơn cho tất cả các bạn đã ủng hộ vlog của mình trong suốt vài tháng qua. Mặc dù là chưa phải thời gian rất là lâu, nhưng mà mình cảm thấy cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn ủng hộ vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một vlog về chủ đề nói về Tết ở Hàn Quốc. À, đầu tiên, người Hàn Quốc người ta bắt đầu Tết vào ngày nào các bạn biết không? Không phải như Việt Nam mình, người ta sẽ chờ tới giao thừa và tới ngày mùng 1. Thì Hàn Quốc người ta sẽ bắt đầu Tết vào hôm 30 Tết. Bắt đầu hôm 30 Tết người ta đã gọi là Tết rồi. Và tới ngày 1, ngày 2, nghĩa là mùng 1, mùng 2 sẽ là Tết sau đó nữa. Và tại sao người Hàn Quốc lại coi Tết là ngày 30 Tết? Tại vì ngày 30 Tết họ sẽ tập trung tất cả họ hàng thân thích lại, và sau đó họ sẽ chuẩn bị để chuẩn bị đón năm mới cùng với nhau. Thì khác với mặt Việt Nam mình, mặc dù họ cùng có một Tết âm lịch, nhưng mà ở Hàn Quốc thì Tết của họ đó lại rất là khác. Bởi vì sao? Người Hàn Quốc có món ăn truyền thống của Hàn Quốc, nghĩa là canh tteok, nghĩa là canh bánh gạo. Thì cái món này rất là khác lạ so với Việt Nam. Cái món này thì không có ngon như bánh chưng, bánh tét của bên mình, tại vì chắc mình khác khẩu vị, nhưng mà họ thường ăn cái món này vào những ngày lễ đặc biệt. Thì người Hàn Quốc ngoài ra họ còn chuẩn bị tiệc gọi là tế lên thờ lên tổ tiên. Thì đây có rất nhiều món cho nên mình không kể hết được, nhưng mà sau đây là một hình ảnh về cái bàn thờ tổ tiên này. Thì trong đó rất là đa dạng, có rất nhiều món, thậm chí là tính 20 mấy món luôn để cúng thờ lên tổ tiên. Và sau khi cúng xong thì họ sẽ ăn. Và người Hàn Quốc người ta cũng có một nghi lễ, đó chính là nghi lễ vái lại những người lớn tuổi hơn, như là ông bà hoặc là cha mẹ. Sau khi vái lại xong á, thì người ta sẽ, người lớn sẽ cho con nít gọi là tiền, đó là tiền lì xì, thậm chí cho vàng, cho bạc, tùy vào gia đình giàu có hay không. Thì theo mình thấy thì cái nghi lễ này gọi là lễ CB, nghĩa là lạy ba cái á. Sau khi lạy ba cái xong mình sẽ nhận được gọi là sebetto, nghĩa là toàn tiền lì xì của mình á. Theo mình cảm nhận thấy thì ngoài những cái thứ ở trên ra, ba cái thứ nghi thức truyền thống ở trên ra, thứ nhất là ăn vào ngày 30 Tết, ăn cái món đặc biệt vào ngày Tết này khác với Việt Nam mình, cũng như là lễ lạy này thì cũng hơi khác so với việc nhận lì xì ở Việt Nam. Thì còn lại thì Hàn Quốc không có gì đặc biệt cả ngày Tết của họ, như là họ không có cây đào hay là cây mai hoặc là những cây quýt, cây cam này nọ để trưng trong nhà như Việt Nam mình, cũng khá là chán. Và theo mình nhận thấy thì cái Tết đón Tết ở Hàn Quốc thì thực sự rất là chán. Tại vì sao? Người Hàn Quốc người ta vào mùng 1 người ta ít ra ngoài đường lắm, không may ra ngoài đường cả nên hơi là bị chán một tí. Đặc biệt là các bạn sinh viên du học sinh Hàn Quốc, khi mà ở Hàn Quốc thì vào ngày này chúng ta sẽ được nghỉ tổng cộng là 3 ngày, 30, 1, 2. Và sau 3 ngày đó thì chúng ta vẫn là nghỉ đông thôi, cho nên chúng ta không có việc gì mà liên quan tới cái việc nghỉ Tết nhiều như vậy hết. Đặc biệt nếu mà các bạn có điều kiện, mình hy vọng là nếu các bạn để ở Hàn Quốc, các bạn chịu khó đi làm một thời gian, và sau khi đến Tết chúng ta sẽ dành dụm số tiền, và sau đó chúng ta sẽ lấy số tiền đó chúng ta đi về quê ăn Tết. Thực sự thì theo mình thấy, mình đón Tết ở Hàn Quốc được một lần rồi, đây là lần vừa rồi và hôm nay đây là Tết Hàn Quốc, thì sự rất là buồn, rất là nhớ gia đình. Cho nên mình hy vọng là các bạn qua đây chịu khó đi làm một xíu, và sau đó chúng ta sẽ dành dụm một ít tiền để chúng ta có thể đi về thăm gia đình, thăm ba. À, mình hy vọng là các bạn năm mới thì các bạn sẽ có được nhiều may mắn hơn, đặc biệt là học thiệt là chăm mẹ, đặc biệt là học ở tiếng Hàn nếu các bạn có ý định đi du học Hàn Quốc, và cố gắng thiệt là chăm chỉ vào. Và cuối cùng thì mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của mình suốt một năm qua. À, không phải là một năm, vài tháng qua thôi. Và hy vọng các bạn sẽ tiếp với mình vào cái Tết năm sau nha. Cảm ơn các bạn.